Một tướng lĩnh trong quân đội Thái Lan có mặt trong số hàng chục người bị kết án trong phiên xét xử một vụ buôn người quy mô ở Thái Lan. Một thẩm phán hôm 19 tháng 7 bắt đầu đưa ra phán quyết đối với hơn 100 bị cáo. Các bị cáo gồm nhiều sĩ quan quân đội, cảnh sát và chính trị gia bị bắt vào năm 2015 sau khi phát hiện hàng chục ngôi mộ sơ sài trong những khu rừng gần biên giới giữa Thái Lan với Malaysia. Các ngôi mộ nằm trong một lán trại nơi những kẻ buôn người bắt người di dân làm con tin cho đến khi gia đình họ nộp tiền chuộc. Nhiều người chết vì đói hoặc sốt rét. Những người di cư gồm người Hồi giáo Rohingya chạy trốn các cuộc bức hại bạo lực ở bang Rakhine của Myanmar và người Bangladesh đi tìm việc làm ở Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Trong số những người bị kết án trong phiên xử phúc thẩm hôm thứ Tư có Thượng tướng Manas Kompen. Vụ án này càng thu hút thêm sự chú ý khi trưởng điều tra cảnh sát, Trung tướng Pawan Pongsirin phải trốn khỏi Thái Lan vì bị đe dọa tính mạng.